Xin chào anh chị và các bạn. Chúc bà con mình ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở giao lộ Nguyễn Văn Tráng và Lê Lai. Phía bên đây thì chúng ta thấy đó là công viên 23 tháng 9, khu vực B. Thì ngày nay, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi một vòng. Một vòng ở cái khu Nguyễn Văn Tráng, rồi Nguyễn Trãi, rồi Bùi Thị Xuân. Xem như hôm nay chúng ta sẽ đi khám phá Sài Gòn về đêm nha. Như tuần này thì chúng ta sẽ đi khám phá Sài Gòn về đêm thôi. Sài Gòn thì mới vừa đổ cơn mưa xong, rất là mát mẻ. Hôm nay bà con sẽ ngủ ngon lắm đây. Cái con đường Đinh Văn Tráng này, con Nguyễn Văn Tráng này thì rất là ngắn, một đoạn từ Lê Lai cho đến Lê Thị Riêng. Con đường này cũng rất là nhộn nhịp bởi những cái quán bar, rồi những cái quán ăn, những quán cà phê. Đây thì có cái hẻm số 8. Hẻm này có kiến trúc rất là đặc biệt. Ở trong đó thì cũng có mấy nhà hàng của Nhật và Hàn Quốc. Đây trường Hoa Sen, trường đại học Hoa Sen. Trường này thì mới được xây cái building đó lên thôi, ngày xưa thì không có ha. Ngày xưa thì lụp xụp bên trong, nhưng mà bây giờ là trường đẳng cấp quốc tế nên cũng rất là sang trọng. Tiền học phí cũng sang trọng theo luôn. Chúng ta đến đây là giao lộ Nguyễn Trãi và Nguyễn Văn Tráng. Rồi đến đây thì nếu mà quẹo phải đây thì chúng ta sẽ đến ngã 6 Phù Đổng, vòng xoay Thánh Gióng. Còn theo hướng này thì chúng ta sẽ đi đến nhà thờ Quyện Sĩ và hình như là nhà thờ Sấm Củi gì phải. Ủa, giáo xứ Chợ Đũi. Hôm bữa chúng ta có đi ngang rồi đó, thì hôm nay chúng ta sẽ men theo con đường này và đi đến khu vực Bùi Thị Xuân ha. Khúc này thì cũng rất là nhiều shop thời trang hàng hiệu nằm ở khu vực này. Khu Nguyễn Trãi ở Sài Gòn cũng giống như là ở Singapore có cái khu Ho Chạc rồi đó, nhưng mà ở Singapore thì hàng hiệu, còn ở đây thì chúng ta có đủ loại hết. Đây có cái nhà cho thuê nè, mà rất là nhiều cái thông tin.
rất là nhiều thông tin khác nhau ở trên cái địa chỉ này. Đó là mỗi thông tin là mỗi mỗi người môi giới đó, hay là nói nôm na là cò đó anh chị. Khi mà mình cần thuê một căn nào đó thì mình sẽ mình muốn nhanh thì mình sẽ liên lạc với họ, còn không thì chúng ta sẽ tự kiếm. Họ là những người kiếm cho chúng ta nhanh nhưng mà không bảo đảm được giá rẻ ha. Đây có rất là nhiều shop này. Chúng ta thấy rất là sang trọng nhưng mà không thấy ai hết trơn. Một cái mặt bằng ở ở đây thì có cái hẻm bán bánh mì. Hẻm bánh mì chúng ta qua rồi. Hẻm bánh mì thịt nướng nhưng mà qua rồi. Một cái căn mặt bằng ở đây, mặt bằng tính mặt bằng tầng trệt thôi thì cũng có giá khoảng hơn 1.000 đô, rất là có giá luôn. Như shop Hoàng Phúc này nè, phải tập hợp rất là nhiều căn, rất là nhiều căn thì mới được lớn như vậy nè. Thấy rất là lớn à. Bên đây có hẻm 150 mà hôm bữa chúng ta có đi vô đây ăn cơm tấm rồi nè. Sẵn hôm nay thì chúng ta sẽ đi thử ha, đi khám phá thử hẻm ban đêm như thế nào nha. Đến đây rồi thì ngại gì nữa mà không vô. Thẳng hẻm này thì chúng ta sẽ đi đến đường Lê Thị Riêng, là ngày xưa là Ngô Tùng Châu đó. Đây, bữa chúng ta ăn cơm tấm ở đây và thẳng cái hẻm này thì chúng ta sẽ đến nhà thờ Quận Sĩ. Còn thẳng cái hẻm này thì chúng ta sẽ đến Ngô Tùng Châu ngày xưa là Lê Thị Riêng ngày nay. Hẻm này là hẻm 150. Hẻm này cũng rất là nhộn nhịp và sôi động bởi những cái quán bar rồi shop nail. Cái hẻm này như là một shop này cũng có mấy công ty bán đồ công nghệ nè.
đầu hẻm thì có cái quán nhậu. Quán gà lên mâm Mai Liên cũng rất là nổi tiếng ha. Đó, đường Ngô Tùng Châu ở đây. Thẳng hướng này chúng ta sẽ đến ngã 6 Phù Rổng. Một binh Ngô Tùng Châu, rồi Phạm Hồng Thái, rồi Lê Văn Duyệt, Gia Long. Theo cuối đường này thì chúng ta sẽ đến mũi tàu Bùi Thị Xuân. Cuối đường này thì có cái quán cà phê cũng rất là lâu đời, lâu năm rồi nè, cà phê La Mốt. Ở đây cũng có, ở đây ngày xưa nổi tiếng là những cái công ty bán vi tính, nhưng mà hồi xưa được xem là có cái chợ vi tính của Sài Gòn, nhưng mà ngày nay thì đã không còn như ngày xưa nữa, chỉ còn thỉnh thoảng lác đác vài công ty ngoài đây thôi. Như bên đường chúng ta thấy có công ty Minh Thông. Này, chúng ta sẽ qua đường nhé. Sở dĩ còn rất ít công ty tại vì ở đây thì bây giờ mặt bằng rất là cao, cho nên họ không đủ chi phí, họ phải di dời thôi. Đây cũng là công ty vi tính đó nè, công ty Minh Thông rất là lớn ở đây. Rồi, chúng ta đến đây là ngã tư Tôn Thất Tùng và Bùi Thị Xuân. Thì chúng ta sẽ kết thúc cái hành trình ngày hôm nay tại đây, để gửi đến cô chú anh chị và các bạn những cái hình ảnh đường Nguyễn Văn Tráng và khu Bùi Thị Xuân. Đây là cà phê La Mốt. Các anh chị và các bạn đã từng có ghé đây chưa? Cho em xin cái comment nha. Rồi, phía bên kia thì có cái bệnh viện phụ sản quốc tế rất là nổi tiếng ở Sài Gòn. Rồi, một số hình ảnh khu Bùi Thị Xuân và Nguyễn Công Tráng gửi đến cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta cùng nhìn lại, cập nhật lại một số hình ảnh của ngày xưa so với ngày nay, để có dịp chúng ta đến đây thì mình có thể biết thêm nhiều thông tin ha. Rồi, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nha.